nó không dài. Đây này, cái hang đây, chủ hang vô hang này bà bình. Cái hàng này nó khá là thấp. Hello con, về nhớ coi nha. NNT 1001 N N T 1001. Nhớ chưa? Hả? Có. Sao? Có chuyện gì không? Con tên gì? Con tên gì? Tên gì ý? Trần Thị Như Ý. Con lớp mấy? Mấy tuổi rồi? 2. 2 tuổi rồi hả? Học giỏi không? 2 tuổi. Vô ra. Bye bye con. Về nhớ coi nha. Thạch động huyền môn. Thạch động huyền môn đây là thạch động đó. Nó công trình này đang xây dựng, đang sửa chữa. Ồ, làm cái hệ thống nước nè. Nó đang, người ta đang làm hệ thống nước để lấy nước từ trên núi xuống dưới bên dưới. Người ta đổ bê tông làm máng, đổ bê tông. Ủa phải không ta? Này làm gì mà thấy có bê tông ha.
Rồi chào mọi người, mình đang đứng ở trên đỉnh núi, trên ở chùa hang, trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có cái chùa, trong chùa có cái hang gọi là chùa hang. Thì nhìn xuống dưới kia là khu vực chùa bên dưới đó. Ở khu trung tâm. Đó, thì nhìn dưới nữa là đồng bằng. Đó, thì mình quay sơ cảnh này cho mọi người xem. Đó. Alo. Năm như mới gọi. À, xa lắm á. Cái hệ thống máng mình nó làm cái gì nè? Nó là đổ hồ. Nó làm hồ đâu phía bên dưới đó. Nó xây đá hả? Đồ, giờ nó cái dây cáp treo nó cột mấy hòn đá nè. Cục mấy hòn đá nó làm điểm tựa rồi nó đóng đóng đưa đá nó cục cáp treo mấy hòn hệ thống nó dùng làm gì mà nó cục đá ghê quá khối lượng hay đá nó xây nè của mình nhìn đá chỗ này nè nó xây để nó chèm nó giữ lại chắc hơn á nó có mấy bậc hay là nó xây để nó đi, nó đi lên nè, xây lên kia nó làm lên kia. Rỉ xong công trình tháo. Wow. Đứng từ trên chùa hang nhìn xuống dưới đồng bằng cao vời vợi. Có mấy cây dầu cái gì nó thẳng ghê hả? Trên vách đá là có cây mọc à. Cuộc sống khắc nghiệt ở mọi môi trường vẫn có thể tồn tại. Cái này mà lăn xuống là thôi luôn á, quá nhìn không ra luôn. Đi xuống của mình ơi. Wow.
của trong cái chậu bà này là miếu bà hay là có lọc không đó không? Không biết. Ủa chùa Quan Âm là ở đâu ta? Thấy chỉ phía sau phải không? Trong chùa Quan Âm động ba con chứ là sao kia. Thấy người ta chỉ ở đây là chùa Ba Cô, động Quan Âm. Ồ, cũng lên cao nữa. Cái này khi rừng luôn đó. À, một con quay chứ không tới. Này có khỉ, khỉ rừng rồi. Xuống là nó ăn cái cây. Đù lên trên cao nữa là có chùa Quan Âm ở trên đó nữa bà Bình. Trên tới đỉnh luôn á. Mà sao lối thoát hiểm mà nó chỉ lên trên núi ta. Đù. Cao đi xuống dưới chờ nãy gọi điện. Lên tới núi luôn, tới ngọn luôn. Nó cắm mặt đi. Rồi bây giờ tiếp tục hành trình đi xuống dưới. Đi lên không nguy hiểm, cho đi xuống nguy hiểm. Lên thì nó mệt các bạn. Xuống là nguy hiểm vô cùng. Đi lên nó mệt nhưng mà đi xuống nguy hiểm lắm á. Chù anh này anh leo tới đây cũng giỏi quá trời. Nguy hiểm. Chó nó dám giúp quặp nhỏ. Ghê. Đi có bước nghiêng nghiêng. Cái chân nó bự mà đi bước thẳng là một là lọt, hai là vướng bậc sau. Không có bình thường chứ tạo dây thăng hả? Tao tưởng là tạo thăng với kho chứ. Kiểu thằng nó rủ đi thì đi chơi thôi mày. Thì bạn cùng lớp không? À, nãy xuống quên đếm bao nhiêu bậc hả? Sương tụng. Ôi sao lại bỏ dép?
Rồi, tới nơi rồi. Này có suối à? Không phần sự cấm vào. Bao lâu năm ngàn con nữa đây? Bao lâu năm ngàn xỉu chữ thôi, xỉu chữ 2 triệu.